Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2023. Em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư Hàng Mã và Hàng Gà. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Mã, quý vị và các bạn. Không khí chuẩn bị cho ngày lễ Halloween đã được các gian hàng ở trên tuyến phố Hàng Mã trưng bày rất bắt mắt, quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ, thủ đô Hà Nội nắng chói chang, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 31 độ C. Trời mát, quý vị và các bạn. Chiều nay em Việt, cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng từ phố Hàng Mã qua tới phố Hàng Dầu. Vâng, trước màn hình là ngã tư Hàng Rươi, Hàng Mã. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Rươi. So với các năm thì năm nay các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ Halloween trang trí rất bắt mắt, quý vị và các bạn. Đây có một số khách hàng cũng đã chọn cho mình. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt cháu Việt, hãy tặng em Việt cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em Việt cháu Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. So với các năm thì ngày lễ Halloween năm nay có vẻ đắt khách hơn một chút. Vâng, trước màn hình là ngã tư Hàng Đường, Hàng Mã và Hàng Chiếu. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Đường. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Hàng Chiếu rất nhộn nhịp, quý vị và các bạn thấy. Vâng, em Việt, cháu Việt đang ở ngã tư phố Nguyễn Thiện Thuật và Hàng Chiếu. Những hình ảnh trên tuyến phố Nguyễn Thiện Thuật vào buổi chiều rất nhộn nhịp. Các cửa hàng kinh doanh bán bánh rán cũng đắt khách, quý vị và các bạn. Và trước màn hình là những hình ảnh ở cửa ô Quang Trường, quý vị và các bạn.
các cửa hàng kinh doanh buôn bán cà phê thu hút rất đông các du khách nước ngoài. Em Việt Châu Việt đã sang tới phố đào Duy Từ rồi. Trước màn hình là ngã tư đào Duy Từ và Nguyễn Siêu, phố chợ gạo quý vị và các bạn. Các chị bán trứng rán như trứng ngải cứu. Trên tuyến phố Đào Duy Từ, như quý vị và các bạn thấy, các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ phục vụ du khách nước ngoài trang trí rất bắt mắt quý vị và các bạn. Vâng, em Việt Cháu Việt đang ở ngã tư Mã Mây, Hàng Buồm và Đào Duy Từ. Hình ảnh trên tuyến phố Đông Thái quý vị và các bạn, nằm ngay ở ngã ba Đông Thái và Mã Mây. So với các clip trước em Việt gửi tới quý vị và các bạn thì các cửa hàng ở trên tuyến phố Mã Mây mở cửa nhiều hơn, phục vụ du khách nước ngoài là chủ yếu quý vị và các bạn. Trong Việt đang ở ngã ba phố Mã Mây và Hàng Chính. Trước màn hình là ngã tư Lương Ngọc Quyến và Mã Mây, các cửa hàng kinh doanh cà phê đắt khách quý vị và các bạn. Doanh buôn bán trên tuyến phố Mã Mây cũng có khách. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba Mã Mây và Hàng Bạc. Châu Việt đang ở một đoạn trên tuyến phố Hàng Bạc.
các du khách đang điều một chiếc cano rất nặng. Em Việt, Phúc Việt đã tới ngã ba Hàng Bè và Mã Mây. À, xin lỗi quý vị và các bạn, ngã ba Hàng Bè và Hàng Bạc rất nhộn nhịp như quý vị và các bạn đấy. Các du khách đang chọn cho mình những chiếc quần, chiếc áo. Trước màn hình quý cô chú chị và các bạn là phố Gia Ngư. Cảnh chiều trên phố chợ Gia Ngư xa xa thu hút một đoàn du khách quý vị và các bạn rất đông. Các cửa hàng kinh doanh cũng đang đa có khách. Các cửa hàng bán thịt xiên nướng, quý vị và các bạn thấy thơm phức một khu phố. Vâng, trước màn hình là ngã tư Cầu Gỗ, Hàng Thùng, Hàng Dầu và tuyến phố Hàng Bè, quý vị và các bạn. Những hình ảnh trên tuyến phố Cầu Gỗ rất nhộn nhịp các phương tiện. Anh Việt, cháu Việt đã sang cái phố Hàng Dầu rồi. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán giày dép trên tuyến phố Hàng Dầu cũng thu hút các du khách nước ngoài. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt, cháu Việt đi một vòng. Từ Hàng Mã qua tới ngã ba Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào năng lượng. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt, cháu Việt. Những hình ảnh rất nhộn nhịp, du khách vừa đi tham quan đền Ngọc Sơn xong, quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt, cháu Việt.